khi ghép sim thì bạn sẽ cần một cái USB ha, khoảng 4GB là được rồi, một cái sim ghép IC CAD ha, và một cái sim chính của mình đang xài, tất nhiên rồi. Sau đó các bạn hãy lên mạng tải về cái phần mềm tên là Bauutun như trên hình ha, và cài đặt vào máy tính của mình. Và mình sẽ bắt đầu bước đầu tiên đây. Các bạn hãy mở cái phần mềm Bauutun lên, và sau đó các bạn hãy cắm cáp kết nối điện thoại iPhone vào cái máy tính của mình ha. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắm cái USB này vào máy nha các bạn. Rồi đó, bước đầu tiên là như vậy. Sau đó ở trên cái giao diện của Bauutun, các bạn hãy chọn qua cái phần gọi là Gyret ha. Đó, Gyret này. Rồi ở bên phải, ở bên trái các bạn hãy bấm vào cái chỗ Gyret tiếp. Và ở đây bạn hãy bấm vào cái dòng gọi là Matched Brand Gyret USB Plug Drive ha. Và bấm vào đó xong. Rồi sau đó mình sẽ bấm vào Start Matching. Đó. Bấm vào Yes. Lúc này nó sẽ dùng cái USB để tạo thành một ổ cứng giả lập để phục vụ cho cái việc bạn sẽ direct cái điện thoại để mà ghép sim ha. Rồi sau khi mà nó đã tạo một cái ổ cứng giả lập xong á, các bạn hãy bấm vào tắt nó đi, và các bạn hãy vào khởi động nó lại, bấm vào restart. Rồi đối với máy của mình là máy Dell ha, sau khi mình bấm restart khởi động lại, mình sẽ bấm vào cái nút F12 này liên tục nè, để cho nó vào cái giao diện BIOS menu. Từ cái giao diện đó mình mới có thể direct được cái điện thoại của mình ha. Thì đợi nó khởi động lên mình bấm liên tục nè các bạn coi. Đó, sau khi mình bấm liên tục thì nó sẽ vào ngay cái giao diện là BIOS menu ha. Mình sẽ chọn xuống là cái USB storage device. Đó, bấm vô đây, chọn Enter. Rồi, ở đây thì nó sẽ báo cho mình luôn mình đang ở vào cái Jetbrains 1.1.4 nè. Đó, thì đợi cho nó một chút xíu nữa rồi mình sẽ tiếp tục tiến hành cho nó chạy. Nó đang nhận giả lập cái ổ cứng là USB đó các bạn. Rồi ở đây nó có hiện ra các cái hướng dẫn cho mình nha. Bấm Enter Left F2 để vào cái chế độ Jetbrains nha. Mình sẽ bấm Enter Left F2 cho các bạn cùng xem nha. Enter Left đây. Enter Left đây, F2 đây, mình bấm. Rồi, sau khi bấm Enter Left F2 đây, tất nhiên là mình vẫn đang kết nối điện thoại vào máy tính nha. Thì mình sẽ bấm qua mũi tên, qua chọn cái Start. Enter. Rồi mình bấm Next. Thì lúc này cái nó sẽ đưa cái điện thoại của mình vào cái chế độ recovery. Đó, nó đang ghi là đang đưa vào chế độ recovery á. Dịch vụ đã vào chế độ recovery đó, các bạn thấy không, nó đã chuyển qua chế độ recovery rồi. Thì ở đây cái chế độ recovery á, nó hướng dẫn cho mình á. Bạn hãy đọc kỹ nha. Nhấn vào Start và nhấn và giữ cái nút Home với lại cái nút nguồn trong vòng 4 giây. Sau đó thì sau 4 giây đó thì các bạn hãy thả cái nút nguồn ra và chỉ bấm nút Home trong vòng 10 giây, như vậy là sẽ hoàn thành ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nè. Đầu tiên là mình sẽ bấm cái nút Home và nút nguồn trong vòng 4 giây. Giữ máy này. Rồi, mình sẽ bấm nút Home và nút nguồn trong vòng 4 giây nè. Bấm lại. Rồi sau khi 4 giây xong mình sẽ buông cái nút nguồn ra, mình chỉ bấm nút Home thôi. Mình phải nhờ trợ giúp tại vì hết tay để bấm cho các bạn coi rồi. Đó. Rồi xong mình sẽ buông ra. Lúc này máy nó sẽ bắt đầu tiến hành quá trình direct. Các bạn thấy chưa? Đây. Đó, nó đang chạy direct đó. Thì mục đích của cái việc direct để làm gì? Thì sau khi mà direct thành công á, mình sẽ tiến hành giả lập cái iOS của nó lên cái phiên bản iOS cao nhất hiện tại là 14.6. Bởi vì đối với iPhone 6 á, nó không được hỗ trợ lên cái iOS cao, mà nó chỉ cao nhất là 12.5.3 thôi. Ở cái iOS 12.5.3 mình không thể nào mình ghép sim được các bạn. Cho nên bắt buộc mình sẽ direct và mình giả lập cái hệ điều hành nó lên 14.6, để từ đó mình tận dụng được cái sim ghép IC CAD để mình ghép sim ha. Rồi sau khi mình đã làm như vậy xong, mình máy khởi động vào trong, mình sẽ tiến hành đợi một xíu. Tất nhiên là mình phải cài wifi. Gõ vào hơi bị khó khăn một chút xíu, cho các bạn nhìn thông cảm nha, tại vì mình không có chuẩn bị trước. Có khách vô ghép sim là mình làm luôn cho các bạn cùng xem. Mình sẽ nhập wifi vào. Các bạn nào ở gần khu vực của mình cứ nhập vô Lê Tiến 889 để xài wifi chung nha. Rồi, thì sau khi mình nhập wifi xong, mình đợi một xíu. Trên điện thoại này nó sẽ cài cái phần mềm Jetbrains đây. Có phần mềm Jetbrains rồi, mình sẽ bấm vào cái phần mềm Jetbrains này. Mình bấm vô Cydia, install Cydia.
Rồi mình sẽ bấm vào đóng nha các bạn. Nó báo gì cứ đóng vào, dừng lại đóng lại. Nó đang trong quá trình cài đặt Cydia. Cài đặt Cydia này mất thời gian khoảng tầm 3-5 phút các bạn. Mình bấm vào nó và mình tìm cái file tên là Visa Manager ha các bạn ha. Bấm vào gõ tìm kiếm đây, mình bấm vào đây mình cho cài đặt cái file đó về, xác nhận để tải về đó các bạn. Thì tải về cái ứng dụng này để nó cũng phục vụ cho cái việc mà mình giả lập lên cái iOS 14.6 cao nhất để mình dắt sim đó các bạn. Thì quá trình này nó cài khoảng 5 phút ha. Khi mà cài đặt xong cái Visa Manager á, các bạn hãy bấm trở lại Cydia nha. Rồi mình sẽ thoát ra ngoài. Mình sẽ bấm vô cái ứng dụng tên là Visa. Rồi sau khi mình cài đặt xong ứng dụng Visa rồi, mình sẽ bấm vào nó nha các bạn. Mình bấm vào nó xong mình sẽ bấm vô thoát, bấm chỗ mobile nha, thoát ra ngoài cùng luôn. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm vô cái chữ gọi là thêm nè, Library nè. Đó, các bạn bấm như mình nha. Mình sẽ tìm cái dòng tiếp là Core Service, mình nhớ là như vậy. Đây, Core Service nè, bấm vào. Thì ở đây cái dòng Core Service đó, mình sẽ tìm tiếp cái file. Cái file đó có tên là System Version.plit ha các bạn ha. Bấm vào, bấm vào cái chữ Y này nè, đó. Xong rồi mình sẽ, không phải, mình bấm vào cái chữ Y mới đúng nè. Phải luôn. Bước kế tiếp mình đã cài xong cái ứng dụng Visa rồi ha, mình sẽ bấm vào nó nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ thoát, bấm ra ngoài cùng luôn ha, thoát ra ngoài hết luôn. Mình sẽ chọn vào cái dòng gọi là System nè, bấm vào cái Library nè, mình chọn tiếp cái thư mục gọi là Core Service nha. Đây Core Service nè. Rồi các bạn tìm cho mình cái file gọi là System Version.plit ha. Bấm vào nó, bấm vào cái file này. Rồi sau khi bấm vào file nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Các bạn hãy bấm vào cái chữ Y nha, bấm vào chữ Y. Rồi tới đây là gần xong rồi đó các bạn. Tới đây thì các bạn sẽ giả lập nó lên cái nền 14.6 mới nhất ha. Thì đầu tiên các bạn bắt coi cái dòng là 16H30 nè, bạn bấm vào nó. Rồi ở đây các bạn sẽ sửa cái giá trị 16H30 này lại thành cái giá trị của cái phiên bản 14.6 ha. 14.6 nó sẽ có mã là 18F72. Còn để biết cái mã thì đơn giản lắm, bạn lên cái trang web rồi bạn dò ra cái 14.6 là gì là sẽ ra cái mã thôi. Sau khi mình bấm vào cái mã 18F72 này xong mình thoát ra. Rồi kế tiếp mình sẽ bấm ở cái chỗ 15.5.2 nè, mình sẽ chuyển nó về 14.6. Rồi sau đó mình bấm thoát ra ngoài, bấm thoát tiếp ra ngoài, xong mình bấm lưu lại, xong hết các bạn ha. Để bấm xong rồi sau này bắt đầu mình sẽ tiến hành tắt nguồn và khởi động lại máy. Hiện tại máy đang chạy 12.5.2 các bạn. Mình đã giả lập nó lên xong cái phiên bản 14.6 rồi đó. Nếu mà tất cả nãy giờ các bước mình làm đúng á, thì sau khi máy nó khởi động lên nó sẽ không bị treo, nó sẽ khởi động được vào bên trong luôn nha các bạn. Còn nếu nãy giờ mình mà chỉ cần làm sai một cái giá trị nhỏ thôi thì máy nó sẽ bị treo táo hoài, nó không có lên bên trong. Thì các bạn hãy cùng mình đợi xem coi máy nó khởi động lên hay không để mình sẽ làm bước tiếp theo ha. Đôi khi một chiếc điện thoại iPhone 6 các bạn, giá trị nó rất là rẻ nhưng mà bỏ đi thì tiếc các bạn. Cho nên mình sẽ làm mọi cách để mình tận dụng lại nó chứ. Tình trạng này có nghĩa là khách họ bị khóa sim mà đem ra cho mình ghép sim lại. Đối với những chiếc điện thoại đời mới từ iPhone 12 Pro Max trở xuống iPhone 6S đó các bạn thì vẫn còn được hỗ trợ iOS 14.6 lên cao nhất, thì cái việc đó là ghép sim rất là dễ dàng. Còn đối với những iPhone mà từ 6 Plus trở về trước á, nó không còn hỗ trợ iOS nữa, cho nên cái việc ghép sim nó khó lắm. Như là những việc nãy giờ mình đang làm á, mình phải giả lập nó lên 14.6 thì mình mới ghép sim được. Có nghĩa là cái bước này là mình đã làm thành công rồi, nó bắt đầu nó mới nạp nè các bạn, nạp dữ liệu để mà nó giả lập lên 14.6. Rõ ràng các bạn thấy ha, iPhone 6 một lát sau khi nó khởi động lên mình sẽ cho các bạn coi bên trong thông tin phần mềm nó sẽ là iOS 14.6. Rất là lạ nha.
tại vì nó chỉ có 12.5.2 thôi, mình sẽ đưa nó lên 14.6 và cho các bạn coi. Thì sau khi mà nó lên được 14.6 rồi á, mình sẽ tiến hành gắn sim ghép và sim chính vào, sau đó mình nhập cái ICC ID mới nhất hiện tại vào để kích hoạt cái sim ghép đó lên. Đó, thì sau khi kích hoạt được cái sim ghép lên xong rồi, mình sẽ tiến hành trả nó lại về nguyên bản của nó là 12.5.3 ha, trả về nguyên bản cho nó thì mới xài được. Còn nếu mà sau khi ghép sim có sóng mà để 14.6 thì xài không được đâu các bạn, nó bị lỗi tùm lum á. Và đây là máy đã khởi động lên xong ha, mình zoom lên cho các bạn coi nè. Máy đã khởi động lên xong, mình vô trong cài đặt cho các bạn coi thông số nha. Cài đặt chung, giới thiệu. Các bạn thấy rõ không? Nó đã lên iOS 14.6 với phiên bản là iPhone 6 ha. Mục đích là như vậy để giả lập lên đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép sim ha. Đây, đây là cái khe sim, mình sẽ gắn cái sim ghép vào. Sau đó mình sẽ gắn cái sim chính của khách vào. Rồi mình sẽ gắn vào bên trong máy ha. Rồi xem, gắn vào trong máy thì ngay lập tức máy nó sẽ đá IP ra ngoài nè các bạn. Thấy không? Đó, thì ngay cái bước này mình sẽ tiến hành là ghép sim bằng cái ICC ID thần thánh. Rồi tiến hành bước ghép sim là như sau, mình sẽ bấm vô nút home nha các bạn. Bấm vô nút home ha. Bấm vô nút home để mình zoom nhỏ lại cho bạn dễ thấy. Bấm vô nút home, mình sẽ chọn là cuộc gọi khẩn cấp. Thì ở cái giao diện cuộc gọi khẩn cấp này, mình sẽ nhập cái mã ICC ID mới nhất hiện tại là 89014124256053424419 ha. Rồi mình đã nhập đầy đủ cái ICC ID đó rồi, xong rồi mình sẽ bấm là bỏ qua. Đó, nó sẽ hiện ra giao diện thế này, bỏ qua. Xong rồi mình sẽ bấm hủy. Rồi bước này mình sẽ bấm tiếp tục. Đây, nếu mà thành công hay thất bại là ở cái bước này nè các bạn, nếu mà nhập đúng cái ICC ID thần thánh thì nó sẽ active được vào bên trong xài như là máy quốc tế luôn. Cùng chờ một chút xíu nha các bạn, mình nghĩ là sẽ được bởi vì nãy giờ mình không có làm sai sót bước nào hết, có điều là hơi mất thời gian để các bạn theo dõi ha. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu mà để ghép sim thì các bạn hãy kiên nhẫn theo dõi cái quá trình mình làm. Ở đây mình đang thực hiện cái công việc này là với giá là 200.000 đó các bạn. Thì nếu các bạn làm được những việc như mình thì các bạn sẽ tiết kiệm được 200.000 ha, rất là tiện lợi, rất là ok trong cái mùa dịch Covid này. Rồi bây giờ các bạn thấy là máy đã ghép sim thành công rồi nè. Khi nó on là mình sẽ thử thực hiện một cuộc gọi nha. 900. Rồi cùng mở lên cho các bạn nghe. Ok ha các bạn ha. Rồi mình sẽ bấm sao 101 ha để dùng mấy cú pháp của máy quốc tế dễ kiểm tra. Ok luôn đó các bạn ha. Rồi và cái điểm đặc biệt của máy này để mình ghép sim á, chính là sau khi ghép sim hoàn tất đó các bạn, mình sẽ bỏ hẳn cái sim ghép ra các bạn thấy không, mình chỉ gắn mỗi một cái sim chính của khách thôi, máy nó vẫn sẽ kích hoạt xài như quốc tế bình thường. Lúc này bỏ luôn cái sim ICC ID này nữa đi, không cần thiết nữa rồi các bạn, nó sẽ dẫn lên sóng bình thường cho các bạn xem nè. Rồi ok ha, mình thử thực hiện một cuộc gọi. Đây là dịch vụ trả tiền trước. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm cú pháp sau 101 ha để kiểm tra. Ok luôn ha các bạn ha. Rồi thì như mình nói lúc nãy á, hiện tại mình đã ghép sim thành công rồi, nhưng mà cái phiên bản phần mềm hiện tại đang là 14.6, phiên bản này không xài được trên iPhone 6, xài nó sẽ phát sinh lỗi, chỉ là mục đích là lên 14.6 để ghép sim có sóng thôi. Bây giờ cái mình phải trả nó lại về đúng phiên bản nguyên trạng của nó là 12.5.3 thì mới xài được ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành restore về cái bước kế tiếp. Không phải restore mà update về bước kế tiếp là 12.5.2.3 chứ. Các bạn ha, bây giờ mình sẽ tiến hành update nó về cái phiên bản 12.5.3 ha. Rồi mình dùng iTunes, rồi mình sẽ bấm vào. Ở đây mình sẽ cài đặt nó như iPhone mới, mấy cái bước này bình thường thôi các bạn ha. Rồi, bắt đầu. Ở đây mình sẽ bấm vô update nha các bạn nha, không được bấm vô là restore nha, bấm vô update. Một tay mình thao tác hơi khó. Rồi, mình đã bấm vô update rồi, bắt đầu mình sẽ chọn cái đường link về cái iOS 12. Đây, iPhone 6 của mình đã lưu đây. Đây, 12.5.3 ha, mình sẽ cho nó update về phiên bản đó. Rồi thì sau khi mà update xong đó các bạn, máy nó sẽ có sóng và xài mọi thứ bình thường hết các bạn ha. Rồi quá trình toàn bộ là như vậy thôi, chúc các bạn thành công nha. Trong quá trình thực hiện nếu mà có sai sót gì thì mình cứ restore nó lại phiên bản gốc rồi mình tiến hành làm lại từ đầu nha.